thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt 13.000 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 284 triệu đô la Mỹ, tăng 12,4% về lượng và 10,9% về giá trị so với tháng trước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các dòng xe giá rẻ từ các thị trường như Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Giá trị trung bình của mỗi chiếc xe ô tô nhập khẩu trong tháng 5 là 21.800 đô la Mỹ một chiếc, tương đương 555 triệu đồng một chiếc. Điều này cho thấy sự quan tâm và lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam đang dần chuyển hướng về các mẫu xe có giá cả phải chăng và tính năng phù hợp. Giới chuyên gia dự đoán xe nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, trong khi đó, đề xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước vẫn chưa được chính phủ thông qua đây sẽ là điều kiện để xe nhập khẩu có thêm khoảng thời gian cạnh tranh công bằng với xe lắp ráp